Quý vị độc giả và các thí sinh tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu thân mến. Sau 14 ngày triển khai, đến nay vòng bình chọn cuộc thi đã chuẩn bị kết thúc và 10 giờ sáng mai ngày 20 tháng 9 năm 2021, ban tổ chức sẽ tạm đóng chuyên mục cuốn sách tôi yêu để thực hiện việc rà soát, tính điểm các bài thi. Sau khi việc tính điểm hoàn thành, chuyên mục sẽ được mở lại để quý vị độc giả cũng như các thí sinh tiện theo dõi. Bên cạnh đó, những bài thi có lượng view cao, có chất lượng sẽ được ban tổ chức lựa chọn để giới thiệu tại các chuyên mục độc giả cùng sách và sách truyện thiếu nhi. Việc này không chỉ để độc giả kênh sách và trí tuệ Việt tiện theo dõi mà còn là sự ghi nhận của ban tổ chức đối với những bài thi có chất lượng, có sự đầu tư nghiêm túc. Các bài thi được lựa chọn sẽ được giới thiệu theo tần suất một bài cho một chuyên mục mỗi ngày. Đây là nguồn tham khảo quan trọng cho các thí sinh ở mùa tiếp theo. Về giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao 40 giải bao gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, thí sinh còn được tặng sách và các phần quà có giá trị khác tương ứng với giải thưởng thí sinh đạt được. Thời gian công bố thí sinh đạt giải và lễ trao giải là một sự kiện văn hóa dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11. Tuy nhiên, do diễn biến dịch bệnh phức tạp, ngày tổ chức chính thức chưa thể xác định. Do đó, ban tổ chức sẽ có thông báo tiếp theo gửi tới các thí sinh sau khi xác định được thời gian. Đề nghị các thí sinh và độc giả chú ý thường xuyên theo dõi kênh sách và trí tuệ Việt để nhận được các thông báo từ ban tổ chức. Cuối cùng, ban tổ chức xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các thí sinh, sự quan tâm, ủng hộ của độc giả kênh sách và trí tuệ Việt. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tham gia của đông đảo thí sinh và những người yêu sách tại cuộc thi năm 2022 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn với chủ đề sách và khát vọng cống hiến.